Rồi, chào con nha. Hôm nay giới thiệu mà con hai con súp lăn nè, súp lăn nhỏ nè, nhất là súp lăn 50. Đây, súp lăn 50 và ống gà 50 nè. Coi súp lăn 50 lượng khí sao. Số dòng là 1750 dòng. Máy kéo là 2.2 kW, tức là khoảng 3 ngựa đó. Lượng khí nén là 2.6 mét khối trên phút. Được. Là súp lăn 50 ha. Rồi. Thì con thì gắn máy xăng máy dầu vẫn được, tua đồng tua vẫn được luôn, chạy rất là ok nha. Là súp lăn 50 này gắn vô xe trên xe tải rồi con, hay là xe ba gác, hay là ghim vô ao, ghim xe ba gác để ghim vô đồ rồi để sụp khí ô tôm cá rồi nè, lưu động cũng được nè, hay cố định vẫn được. Nghĩa là con đặt trên xe hay đặt trên súng ao vuông gì cũng được á. Đó là súp lăn 50. Rồi đây súp lăn 65. Đây lăn chà bá luôn. Nghĩa là không ra là 65, gọi là xăng súp lăn 65 á. Đây. Coi số dòng nó coi. Cái này là AF 65. 1750 dòng. Máy kéo là 3 kW là khoảng 4 ngựa đó. Lượng khí nén là 3.6 mét khối trên phút, làm theo tiêu chuẩn USA luôn nghe, tiêu chuẩn nha, máy rất đẹp nha, rất là ok, màu xanh đẹp ha. Đời này là đời 3 muối nè, 3 muối là 3 cái đồ tạo hơi luôn á, 3 trái tạo hơi luôn á, đời này đời 3 muối nè, hơi rất là mạnh nè, đời này mạnh lắm á, đời mà có chữ USA là đời này mạnh lắm á. Con về gắn vô xài thôi. Là súp lăn 65. Này tua chậm nên mà con đấu tua đồng tua vẫn được nha. Còn bà con nào muốn chạy máy là tiết kiệm dầu mà chạy máy nhỏ, chạy ga nhỏ thì chạy cái bu ly lớn hơn. Còn bà con nào muốn chạy máy lớn thì đấu bu ly đồng tua. Nghĩa là cái nào mà trong chạy tua nào máy vẫn ra hơi bình thường. Rồi con nào có nhu cầu luôn nè, 0886356707.